Gọi Tiến chào cả nhà mình ha. Thì bữa nay Tiến tiếp tục có mặt tại Quốc Bích để chia sẻ quá trình giống như là lên mắt ghe và gắn cái hình biểu tượng của ghe là hình con chim đấy nha. Rồi Tiến cũng bắt đầu vô Tiến chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe. Đừng quên like đăng ký ủng hộ kênh Tiến nha. Rồi Tiến cũng mời cả nhà mình vào bên trong để mạnh ngủ vào với Tiến nha. Đây rồi cũng đang quá trình để mấy hình chim với rồi gắn mắt luôn cả nhà. Khoan bây giờ xử ông chim trước. Bây giờ cái đầu chim mình nằm ngoài bên đây nè. Mình mài nhẹ. Mày lấy cái máy mài tao à. Mà ngày hết hồn trời. Ủa đâu phải chứ sức khỏe anh trời đâu rồi. Trong đòn cá lớn luôn. Dạ dữ gì cũng dạ. Trong đòn cá lít. Lại cho hả trời đó hả? Luôn. Quá lít trên bờ gắn thêm cái linh vật rồng là mắt gan nữa gì. Mấy thì gắn đây. Đây cả nhà. Này thì gắn thêm mắt kè với linh vật hình chú chim nha. Thì cái biểu tượng này là cái biểu tượng của hồn mà cái gì nó dạy cũng thấy á. Cái đầu á ngang đây là trong. Đang lấy mật chú gì chút, giống như là lấy mật chú mình đặt lên để mình canh ha. Nhấc qua đây chút thật trong, nhấc cái đầu qua đây chút thôi. Còn này đó, mày lấy tay giữ nha. Tôi gặp cái lần này lần mình mài nè. Hôm nay cái lần này nè. Mình sửa cái chân chim này, đừng có sửa cái ghe của nó. Rồi. Cái mặt lên đây đó. Nhìn cái thì cái đầu cho anh nhận máu. Thì bạn chim bển nó hơi xuống hơn chim bển một chút. Khi bị sát cái điểm nó tách điểm lại bố hệt bạn ra hơi to điểm. Gắn chim trước đi mình nó tách. Chim ta lại gì? Con tách gì? Mày khoan luôn, khoan. Đó, tôi bữa tháng đó. Ngồi. Khoan em. Đạp này đó. Tôi bỏ thổi lên, có tội. Ôi đúng rồi. Quan hai cái, quan cái chốt con mắt với cái đuôi con mắt. Mình. Quan cái chốt mắt với cái đuôi con mắt. Chốt đuôi ha. Hai con này dính rồi. Hai con. Cái chốt với cái đuôi là giấu luôn nè. Đó. Ừ. Không nhìn thấy luôn. Ở đây cũng vậy. Còn đóng nữa đó, tại dính câu này chưa biết đường mò nè. Chìa đó cũng thiệt. Còn không. Thà tiếng đi khách quái. Cái đầu mặt. Thì sáng giờ cũng quá trình anh em giống như là mình sẽ sẽ dán để mình nhặt ghe để chuẩn bị chiều nay hạ thủy nha cả nhà ha. Đây thì cũng được nẹp những cái cây ở trên bè của cái ghe này cả nhà. Để chuẩn bị chiều nay thì cho anh em quá trình giống như là mình ghinh để mình hạ thủy xuống ha. Thì mình gia cố những cái cây này cho ghe mình nó chắc cú hơn cả nhà ha. Khi mà đưa xuống á. Thì ghe mới thì Tiến cũng quay nhiều ha. Bữa nay Tiến cũng quá trình giống như chia sẻ cho cả nhà mình được biết là bữa nay lên thêm giai đoạn là mắt ghe với hình hình nhân vật của chú chim đó cả nhà. Đưa lên mũi ha.
Không mày đi chim lên gạch chết. Đưa cái đầu ngang là sẽ đặt vào vị trí ngay cái mũi luôn kìa. À chim nó sắp ta bướn tới ơi. Tay lên, tay này cao lắm. Đưa ngay vị trí mũi nha. Hả? Mới đầu mình đứng mà có tay đạn anh tí á. Đạn là đẹp rồi, con đạn đi từng chiếc. Mày bị ngang cầu hai phân đây là chim dính rồi. Bắt bốn con dính hai bên mà. Có gì mình chim nhẹ lại dính chứ. Mày nó bằng rồi đây là bằng một xíu á. Đâu có mắt. Mấy người đẹp hết rồi, không cho nó nhảy vô à. Nếu mà trước giờ lên thì cũng có cái lễ vật cũng như là cúng nha. Đóng đây, đây là những cái mười mấy hôm qua hàng cài rồi nha. Giống như đọc cái đem xuống 29 được tiền là trưng bày và cũng trước khi mình lên cái biểu tượng hình của chim và đôi mắt ghẻ. Mà mình xếp nó đi. Không ngủ. Để nằm đó. Đang quá trình chuẩn bị để khoan để lấy cái lỗ đinh để mình sẽ gắn cái cặp mắt lên ghe cái này ha. Được anh Tam cũng khoan nha. Dạ rồi chuẩn bị lên nè cái nhà ha. Lên nè. Vô bốn vít chưa? Chưa. Vô bốn vít đi. Không, vô dưới sẵn đây rồi anh thằng đứng bên. Cho thuốc cái gì? Pina tập hụng. Tập không? Nhắm kỹ kỹ để mà muốn biết qua đây xúc phê. Nguyên con chim luôn, nhít nhẹ mà xúc phê. Nguyên chim á. Lấy cái này, lấy cái này. Tay à? Lấy cái này. Tá nhít cái đầu bên kia qua cái nít đây vậy. Mày phải lấy tay dưới đi trong. Lấy tay á. Rồi này đó, Vĩnh đi. Ừ, thằng Vĩnh, thằng Vĩnh. Thằng siết vài cái ngang ngang. Chứ có thì Vĩnh tiếng xin hỏi chỗ sao luôn.
cái mà bọn mới còn xoa nè rồi. Quả nhiên chạp ọc chọt cho mọi người sẽ đi lấy lỡ về về họt cho họt lớn. Chú đi chung qua bên mình để cho lấy. Xoan bạc về hỏi, xoan về hỏi. Chưa về chưa sát đó nha mấy bạn. Chưa sát đó. Sát ông bay chứ. Ủa sao xả ở trên nó xả đẩy đẻ nó xuống mình hả, xiết lại tại mình sẽ xiết nó đẩy lên gãy cái gì rồi đấy. Hồi nãy mình khoan lỏng một chút thôi rồi xả nó lỏng quá. Ừ xiết thôi ừ đấy là thôi nào rẳng đấy mua cái là chỗ mua làm cái đó kia chỗ đó rồi xiết cho. Chia bờ yếu móp túi lát. mình siết cứng chắc nó cũng gật ta. Chính rồi. Không phải. Phải. Bẹp mó bẹp. Nó còn hở. Bẹp máu à. Nó dính lên trên. Dính chơi lên. Đánh chơi. Bỏ này thì ảnh à. Cắn gắp mình. Uống ơi. Uống ơi. Uống ơi. Uống ơi. Uống ơi. Uống ơi. Thôi, không, không có dạ, đang mũi. Nghe để con anh ăn. Mắt đụng dầm không? Không đụng đâu. Hưng nhặt nó lên này xong rồi nha. Mắt ông đại không hả? Rồi đại ca nhắm rồi đại ca. Rồi chuẩn bị lên hình cặp mắt cái này. Đã phiệt thang xong rồi nha, bắt đầu đưa lên để gắn cặp mắt luôn cho ghe ha. Sao đây ca? Cái đầu của tôi về lên miếng không? Hả? Và miếng là ai nói à? Chắc gì quá. Ai biết, đội đại ca lên chứ. Và bây giờ không chơi sao có không nào dám nói đâu. Về nhà nó chửi à, còn ở chỗ nghe nó dám chửi đâu. Được chưa? Đừng tôi lột xi phăng phăng đâu đừng có xiết nổ kia kìa sao có đuôi lên xuống gì không nè còn ha phải thế này làm vậy đâu lên chút không lên quá thì quạo lắm á nhìn thấy ngầu lắm á nhìn nó tối anh lột phải lột sao đây ca thế là dương mưa à ngọn cái này nó over smart thì lụa hết còn tiếp nó chỉ luộn về mấy pi chỉ luộn cái tỷ ấy là ní ní rồi mình nổ con mắt tình yêu anh ấy vô tích ba rồi tới còn bên kia cái nhà ha lên mắt phải rồi tới bên trái nha cái sao lấy thước đây lấy cái thước tỉnh cãi lấy cầm từ nhất thứ từ từ này cũng lắc à hen biết rồi. Nhưng mà đờ coi xiết nổ mắt đó. Đó, con nó bị thương đó. Sao thằng nhất ca biết? Rồi. Đó thằng ca biết đây nó là thằng nhất rồi. Lấy lấy cái canh ngăn đây nè. Đâu rồi? Cái lực điện cưa đó nó cầm hết rồi. Những cái bạn nó vừa ẩn tìm nhưng mà hình như rồi. Trên đó. Đó, mẹ cái lực điện cưa bầu nữa. Kiếm gì ngay ngay vậy ta? Mấy chốc luôn ta. Ừ. Đó rồi bên tôi đều này nữa. Kim nào này này. Rồi. Bắt cái đầu trước. Bết bết à, khoan khoan nha. Nghe ăn cây chưa? Nhìn ơi. Anh sao với cái này nó lưng này nè. Không không.
nghe nè đó. Ôi, đại ca Thương cũng hay quá này chứ. Rồi rồi, đâu rồi, đâu rồi, thước đâu rồi, thước đâu rồi, chưa, chưa. Đây nè, thước đây, thước đây. Bên kia cũng có. Nè, ở đây hơi hơi xuống xíu xíu này phải không nè. Cần chỉnh nè. Chột kia. Bên bên đi lên chút. Không 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 sao, mình chỉnh cái đầu trước đi. Gọi bắt đi. Này 2 rưỡi nè. 2 rưỡi. Đâu đâu mày đâu lại. Rồi giờ đâu 2 rưỡi ra. Khoan khoan. Ngày cái tỉnh. 13. Rồi lên chút rồi đó. Xuống chút đi. Nhưng mà do nhiều nhiều khi cái đầu này hồi nhất lên nó bị xuống nè. Đó, mình nhìn vậy thì bên đây thấp đó nha. Không đâu, đây nè, đứng đây nè. Rồi rồi. Uống nè. Đâu một chút xíu đó. Đó. Cái này 13. Ừ. Đâu một chút xíu đó. 12. Ủa cái này 13 luôn sang rồi đó làm sao vậy? Ủa lắm quá ta. À ủa sao vậy? Rồi đúng rồi đó, ngay đó. Ừ. Bà thùng bia đấy. Bắt đây, bắt con nó đây rồi, rồi mình chỉnh luôn. Mùa mùa nó xuống, ủa nó ô cho ô lan lại kìa. Nè, ô ban nè. Mà muối nó ô ban. Thôi, thôi. Rồi rồi nhất rồi, đưa rồi. Giỡn này ra ngang không vậy sao? Cái sáng rồi đó. Ủa trong thằng nãy ở cục rộng đó. Cao xuống chung nó quỳ, tao thấy rồi nè. Xuống chung tí nha. Xíu nó quỳ. Tí nha. Xíu rồi, xíu rồi, xíu rồi. Cho thích. Rồi, đúng rồi. 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 Không sao, nó thì tiếng ốc dài hơn. Hả? Chị số. Đây rồi cũng đã hoàn thiện quá trình giống như là con bắt nghe cái tên hiện Phật chú chim cái này. Con cặp dầm đó là hoàn thiện cái này. Đây cặp dầm này. Dầm này là dầm mũi cái này á. Đưa cái bằng mày luôn mày luôn mày sợ gì khi mình tay nghề mình nó không cao mày mình búa cho một lỗ cái là chết á. Cái này chắc ăn. Dạ rồi thì Tiến cũng là cảm ơn cả nhà khán giả rất là nhiều luôn nha. Đã luôn ủng hộ cho mình kênh của Tiến nha. Đừng quên bấm Tiến xin một like và một lượt đăng ký nha cả nhà. Thì từ giờ quá trình giống như là các chú các bác và các anh cũng gắn cái cặp mắt ghe với cái linh tượng vật của ghe cả nhà ha. Thì cũng đã hoàn thiện rồi. Thì Tiến cũng sẽ kết thúc một clip ở đây. Tiến sẽ hẹn quý vị khán giả một video tiếp theo ha. Dạ rồi, bye bye cả nhà.